Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, và tiếp tục chương trình thì giọng ca Bông Lép xin gửi đến cả nhà một khúc hát rất vui ha. Và trước khi giới thiệu thì gửi đến một ca khúc rất là du dương luôn, đó là Hát Trước Biết Sao nghe cả nhà. Nhìn anh sao rơi trong đêm, lòng mong nhớ em nơi chốn xa. Nhớ những lúc anh ngắm sao trời cùng em. Này hỡi ông sao trên cao, có hay tôi đang nhớ nàng? Có phải chăng lúc này nàng cũng đang nhìn ông? Vâng, và kính thưa quý vị, một khúc hát rất vui thôi. Và sau đây thì chúng em xin giới thiệu đến cả nhà một loại cây rất là đẹp. Và cả nhà có nhu cầu mua thì hãy liên hệ qua hai số hotline 0708999879 hoặc 0767111. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, đừng rời màn hình nha. Sẽ có hai bạn rất là dễ thương để mà giới thiệu cho cả nhà một loại cây hoa đẹp tuyệt vời nha. Let's go. Đó, cả nhà thì hôm nay hai chúng em sẽ dắt cả nhà vô một cái vườn rất là đẹp luôn. Đó là mặt hàng trang đài nha cả nhà, với cái sắc hoa màu rõ rất là đẹp luôn. Không biết cái hàng này mình trồng ở đâu thì nó đẹp hay chị Hoa? Thì hàng này là mình trang trí cho những cái công trình hay hoặc là những khu đô thị hay hoặc là những cái resort tiểu cảnh hay hoặc là khu du lịch, thì mình tạo nên một cái những cái bưu ảnh rất là thích thú cho khách đến tham quan khi chụp hình nha cả nhà. Với cái màu sắc hoa rất là đẹp luôn cả nhà ơi, và đặc biệt thì hàng này rất là chịu nắng luôn nha cả nhà. Wow, quá là tuyệt ha cả nhà. Hàng này là đặc biệt là hoa nở quanh năm, dễ trồng, dễ chăm sóc, trang trí ở đâu đâu cũng đẹp luôn cả nhà. Mình có thể là mình trang trí sân vườn cả nhà, mình trồng theo những cái dọc lối đi của ban công nhà mình nè, hoặc là trồng những cái luồng bồng hoa cả nhà, luống hoa rất là đẹp luôn. Nó sẽ tạo những cái điểm nhấn của mình, đặc biệt là sắc hoa của nó cả nhà, hồng hồng đỏ đỏ rất là đẹp luôn các chị ha, rất là nhiều hoa luôn. Đó thì cả nhà thấy cái màu hoa rất là đẹp không cả nhà? Đây chính là hai đêm xấu đây nè cả nhà, mà hai em đứng này mình cho hai đêm còn thành người đẹp luôn cả nhà thấy không cả nhà? Đó, mình mua những cái chậu này về mình trang trí cho những cái khu du lịch, những cái resort, tạo những cái bối ảnh đẹp thì rất là tuyệt vời cho khách tham quan luôn. Đó thì nhanh tay chốt đơn bên Hoa ha. Hiện tại Hoa có số lượng rất là lớn luôn. Vài trăm ngàn hay hoặc là vài chục ngàn thì anh Hoa cũng có đủ để mà cung cấp cho mình luôn nha. Thì đặc biệt thì anh Hoa có số lượng lớn và nhận ship sỉ lẻ toàn quốc luôn, và có xe đi mỗi ngày từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc luôn nha cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Mà chị ơi, đặc biệt là ví dụ như mấy cô chú, anh chị nào mình muốn mua á chị, mà kiểu như là một hai cây á, mình có ship không ha? Thì mình có nhận ship sỉ lẻ toàn quốc luôn cả nhà. Đó là mình free ship luôn cả nhà. Nên là cả nhà có nhu cầu muốn mua về mặt hàng cây kiểng hay hoặc là những mặt hàng khác thì cứ alo liền cho chúng em, thì chúng em sẽ ship tặng nhà cho mình luôn, với một cái giá thành rất là yêu thương luôn. Wow, quá là tuyệt vời luôn, đúng không cả nhà ơi? Thì ngoài cái mặt hàng trang đài hôm nay chúng em quay cho cả nhà xem, tụi em còn cung cấp một số mặt hàng cây công trình có hoa khác. Đó là những cái quỳnh đệ nè, và những cái chiếc sơn phi hồ, hồng phụng nè, trang thái cắt lộ, và những cái hồng anh leo, mai vạn phúc, tặng chú mai. Rất là nhiều chủng loại hàng cây kiểng cỏ thảm mà bên anh ngoài đang nhận cung cấp trên thị trường với số lượng lớn luôn, sỉ lẻ toàn quốc luôn nha cả nhà ơi, giá yêu thương cho cả nhà luôn. Đó thì cả nhà ơi, nói về dân Sa Đéc làng hoa thì ai cũng biết là làng hoa Sa Đéc là đã hình thành trên hàng trăm tuổi rồi, với số mặt hàng cây kiển và đặc biệt luôn là chuyên nhận cung cấp cỏ nhung nhật với số lượng lớn luôn. Nói đến anh Hoa làng hoa trăm tuổi thì chuyên nhận cung cấp cỏ và tất cả các mặt hàng cỏ khác luôn. Thì quý anh chị nào có nhu cầu muốn trang trí làm tiểu cảnh xanh cho ngôi nhà của mình với số lượng cỏ nhung lớn hay hoặc là những mặt hàng cỏ lường ta, cỏ lường thái thì liên hệ với anh Hoa làng hoa trăm tuổi với hai số hotline quen thuộc 0708999 hoặc 0767111111. Thì ngoài những cái mặt hàng cái công trình có hoa ra hay là những mặt hàng tỏ hẳn rồi, thì quý anh chị nào mình có nhu cầu mình trang trí những cái quán cà phê cái nhà để cho nó có những cái view ảnh đẹp nè, thì trên cung cấp những cái mặt hàng như là cao gắt lội luôn cái nhà, cao kiển nè, giống như là cao bụng trắng, cao đầy lon, cao xăm banh nè, cao ăn trầu, cao đuôi chồm, để mình trồng dọc cái quán nó tạo một cái bóng mát nè, và cho mình những cái buồng cao cực kỳ là đẹp luôn. Hoặc là những quý chị nào mình thích cái kiểu như home quê, mình có thể mình mua những cái mặt hàng như là trúc vườn câu, trúc vườn tử thôi nha, cũng rất là đẹp luôn, trang trí những cái quán cà phê nhìn rất là bắt mắt. Hay là những cái mặt hàng cây hút nốt nè, kè bạc nè, nó trên cung cấp đầy đủ luôn cho quý chị nào mình có nhu cầu mình trang trí những cái quán cà phê, những cái quán ăn, khu du lịch.
Đó thì nói đến anh Hoa là 200 tuổi chuyên nhận cung cấp tất cả các mặt hàng luôn để mà mình về mình trồng, mình trang trí. Thì khi mà quý anh chị đến với anh Hoa thì quý anh chị hãy yên tâm về sản phẩm và kể cả chất lượng luôn nha cả nhà. Và giá thành luôn cạnh tranh trên thị trường, giá rất là yêu thương, giá rất là mềm cho mình luôn. Thì đặc biệt luôn thì anh chị nào có nhu cầu mà thi công công trình trang trí cho những cái khu du lịch resort á thì cứ gọi vào hai số hotline hoặc là kết bạn Zalo với anh Hoa. Anh Hoa sẽ tư vấn tận tình về cách chăm sóc cây như thế nào và kỹ thuật trồng và kể cả hình thức làm giá thành hay hoặc là giá vận chuyển ra sao thì qua chăm sóc cho mình rất là tận tình và chu đáo luôn. Nên là quý anh chị hãy yên tâm ha, mình không cần phải vào tận vườn để lựa từng cây được từng mẫu đâu, chỉ cần quý anh chị ở nhà thôi bóc điện thoại lên gọi vào hai số hotline quen thuộc quên ha, 0708999879 hoặc 0767111411 nha cả nhà. Wow, rất là tuyệt vời luôn ha cả nhà. Đó, thời đại là 4.0 mà hiện nay cả nhà sắp chuẩn bị lên 5.0 luôn rồi. Bởi mình không cần phải nhất thiết là mình phải vô vườn mình lựa từng cây chi cho mệt. Mình chỉ cần mình cầm điện thoại mình lướt vô trang của anh Hoa là mình đã thấy cả hàng ngàn chủng loại cây kiểng mà bên mình đang nhận cung cấp luôn đúng không chị? Đúng rồi, thì ngoài những mặt hàng cây công trình nhỏ, những mặt hàng cỏ thì anh Hoa còn nhận cung cấp luôn những mặt hàng cây công trình lớn như Osakala vàng, biên sẹp, bàn đà lon, đường kính gốc tầm 9-12 cm. Và đặc biệt luôn thì mình đang có nhận cung cấp những mặt hàng cây phong thủy, cây để ban để cho khách để về mở vựa hoặc đã mở vựa rồi cần nhập hàng về bán lại để kiếm thêm thu nhập ngay cả nhà. Đúng rồi, tụi em cung cấp là hàng phong thủy cả nhà, là cung cấp là trên 80 loại mặt hàng phong thủy luôn, kể cả hàng treo luôn nha cả nhà. Với anh chị nào mình có nhu cầu mình mở thêm những cái vựa nè, kiển nè để mình kinh doanh, mình bán lại cho nhà, tụi em cũng để một cái giá rất là yêu thương luôn. Hoặc là quý anh chị cô chú nào mình muốn mua 1, 2 cây, 2, 3 cây mình về mình trưng những cái văn phòng làm việc hay là những cái bàn tiếp khách thì tụi em vẫn ship nha cả nhà, ship sỉ lẻ toàn quốc với giá cực kỳ là yêu thương cả nhà luôn. Cả nhà ơi, thì nãy giờ chúng em cũng đã giới thiệu cho cả nhà xem cây trang đài như thế này rồi đó, thì cả nhà có nhu cầu thì cứ liên hệ qua hai số hotline nha cả nhà, 0708999879 hoặc 0767111411. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Hãy nhớ chia sẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ chúng em nhé. Và hãy nhớ vào trang fanpage Anh Hoa Làng Hoa Trăm Tuổi để xem những livestream trực tiếp. Và hãy vào kênh TikTok Anh Quốc Anh Làng Hoa để mà chúng ta xem những cái clip ngắn tuyệt vời hơn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.